lên kẹp này nha anh em. Kẹp này rất là chắc luôn nha, kẹp này là của Anh Quốc nha, Hà Nội luôn. Quốc pha đều này. Cặp này là sản xuất tại Anh Quốc luôn nha anh em. Cặp này Long mình bán hai cặp rồi, cặp này là cái loa của nó là xương, là bằng xương gan đúc hết luôn nha anh em. Gấu lắm luôn nha, cặp này như bát 25. Cặp này cũng siêu cổ nha, cặp này sản xuất khoảng năm 6 mấy 7 mấy gì mình không nhớ nữa anh em ơi. Anh em nào quan tâm thì nhắn cho mình nha. Đó, giá cả nó ok, có thể là mình sẽ tháo lo ra cho anh em coi luôn này. Đây là sau lưng của nó nè. Cặp này mình bán rồi, mình bán một lần rồi cho nên là mình biết cái cấu hình lo của nó rất là gấu nha. Con này hình như nó cũng ba đường tiếng luôn nha anh em. Mình đang một lo trép này, lo mít này, lo bát ở dưới đây. 325 nha, chắc ăn luôn nha. Mình bán rồi cho nên mình biết đây nè, một cái ở dưới này nè nha anh em. Con này là hàng Mỹ, hàng Mỹ nha, thùng liền lạc hết này. Cái dưới nó cũng giống như thế này luôn nha anh em, yên tâm nha. Đó, anh em nào chơi thì mình chịu xong rồi là mình sẽ rinh ra mình test cho anh em luôn, test được luôn nha. Ở căn nó còn đẹp luôn này, dòng này cũng cố nha. Hình như cái dòng này của hãng này là cũng dạng rất là cố nha anh em. Tại vì mình đã bán hôm lâu là mình có tháo rồi. Anh em cần thì mình sẽ lục lại cái video đó cho anh em coi. Nó có hình luôn. Cái cú nó xương nó làm rất là dữ dàng nha anh em. Dành cho mấy anh em thích mấy cái cổ mặt căng cố này. Mà con này sản xuất tại Anh Quốc luôn nha anh em. Rồi ok nha. Mình kéo qua này chút xíu luôn. Bên đây qua hai cặp thôi. Lo lớn. Từ từ nha. Ai. Đây, sợ nó rớt lên chân này. Ở dưới này có một con đua nha anh em, hãng đua á. Chờ xíu nha. Nó chọc quá. Hãng đua của Đức này. Con này ba đường tiếng. Đua máy thì mình không nhớ, để mình chiếu cái điện thoại hôm nay cho anh em coi này. Thấy không? Đua máy đua bảy máy đó anh em, không? Thấy số không? Chụp màn hình lại giùm nha. Đó. Nó có một cặp nguyên đó, cái thùng nó bằng gỗ lạng nặng luôn nha. Nó có một chỗ lò bát nó hình như nó đồng trục hay sao, nó có một cái lò ở trong này thấy không? Nó có một cái nấm ở trong á. Tại căn của nó này, căn nó căn vải nha. Ok nha, hai cặp nha anh em. Hai cặp này là độc. Tại vì mình lên đây mình kiếm cặp clip cho khách cho nên là mình thấy hai cặp này mình quay luôn. Chưa? Còn mấy cặp mà rẻ như ở đây như xanh xui rồi thì rẻ nha. Cặp này của Mỹ về luôn, nó còn nguyên bán hết luôn. Hôm nay anh em chơi thì tính hơn 2 triệu một chút xíu mình bán nha. Ok chưa? Nó rất nhiều lắm luôn, này có trép kèn này. Cặp này là của Universum nha. Cặp này là bán 25 luôn rồi, cặp này 3,5 đồng. Ok chưa anh em? Anh em nào chơi lo cắt thể loại nha anh em Lô Đức nha. Nhắn cho mình nha, lo nhiều lắm luôn á. Đây, nhưng mà thấy cặp này là chất nhất này, cặp này với cặp đua. Có mấy cặp đây cũng lạ này, 4 lo luôn này anh em thấy không? Mà cái lo này của cái hiệu gì mình cũng không biết nữa. Mà răng ở dưới mình vẫn còn này, bát 30 này, mà răng này. Hàng Mỹ luôn nha. Ok anh em nha, mình xuống nha anh em. Đây, chỗ đây có cặp xi men này. Bát 25, lo tranh.